urge to kill rises. Welcome to Summoner's Rift. 30 seconds until minions spawn. Come on, I won't hurt you. Bởi nó gì nít rồi còn Cassiopeia, kinh quá. Come on, I won't hurt you. I promise. The worth of a man can be measured by the length of his beard and the girth. Minions have spawned. Con Olaf này con đi rừng nhỉ, heo tốt như vậy. Em muốn smile luôn mày. Ý, anh smile hai con này. Người đá nó đâu? Ủa, người đá này nó bị giảm đam. Nó bật đi. Từ những cái đam. Smile. Lát nó gần siêu lệch. Ôi chuối kìa. Để làm nha, phải nghĩ biết. Đẩy đi. Sói ăn kia trời. Ăn hết bà. Cua ăn luôn rồi. Nó còn cái gì để ăn luôn. Mẹ. Mất thời gian. Nó ra kìa, sói ra rồi. Sói đâu, tôi soi rồi, nó chưa soi hết. Nó ra lắm. Chưa ra. Chưa ra mày cứ cãi. Mày mới thấy con nhìn. Nó ăn red trước. Nó đi lên tới đây nó ăn bậy sói vậy chứ. Mới nhìn là không có, nó mới hiện lên, tao mới nhìn vô. Khi nào bãi chim tao ra thì mày ra bãi sói nó ra. Cãi. Thằng nó ăn T-Rex trước, nó ăn đi lên mà. Bãi chim đó, bây giờ bãi chim tao ra thì mày ra bãi sói nó ra. Thằng.
không biết đi được. Mất đâu, tao chưa soi nó chưa có mất. Cãi hoài. À, sẽ mày đỏ. Nó lên sẽ mày đỏ rồi. Chơi ngu rồi. À, sẽ mày đỏ còn hai cái kiếm nữa chứ. Mình mua cái này mình không đánh lại nó. Rồi mình mua cái này nè. Mua 900 nha. Chỉ lên cái sẽ mai rồi mua. Ok cái này lên thì đánh lại. Lát gì trời, không hiểu lát làm gì nữa. Nên gần da vàng dễ thôi, xuống ăn lâu đi. Ô lát này cũng sợ rồi mẹ. Tại vì có cái này này buồn. Không muốn cho luôn, hết mana khó đi ra. Ủa cái đợt có này đến này tí khỏe hơn, mấy cục máu thì mình cũng thua. Đến này tí khỏe hơn, bắt đầu mày lên được món đồ máu là mày khỏe rồi. Quên tao không nên đi đoạn bằng xa. Yeah, qua liền. Vẻ vẻ ra lẹ. Người đá nhiều kinh nghiệm nhiều ấy hơn, mày xả mày không cướp được mày lỗ. Không lưu được bao nhiêu đâu. Cần thiết đánh nhau này cần thiết đâu. Chả cần như mana. Đánh đỉnh thì thế nào không lên top nè. À con này cũng lỗ. Đấy. Má ngu thì thôi. Sợ nó thiệt chứ không biết nó combo cái gì luôn mày. Nó combo không mất. Tao không biết nó combo cái gì luôn. Nó không có, nó không gây được. Nó không gây được một miếng đam nào luôn á. Nó tắt đường về của mày luôn nữa. Tại vì nó quay vô clip cái là nó tắt đường về của mày luôn. Thà tao lui về kia nó úp vô tát này cái đi. Còn đỡ, để nó úp trong lầu cũng đập hai thằng luôn. Thiệt chứ. Tự nhiên nước không vậy? Đó, hái quen này ở ngoài nhà vệ sinh. Tao mới mua một cái. Rồi, boss bể trụ luôn kìa, tao thua rồi. What the fuck? Free luôn. Chán VL. Your turret has been destroyed. Dây gà thế. Some
le đi. Châu bây giờ nó ăn hiếp thì thằng quỷ dây nó sida chứ, ăn hiếp sida mà có nội luôn. Sẽ ăn hiếp tôi. Ơi quỷ Soroka nó còn búp máu. Quỷ Soroka nó búp máu, Yavan chết cậu nó rồi. Chán thế nhảy. Bó nó không ăn được màng mà nó đè bó mình kìa. Hai lần nó ulti rồi. Chán nhỉ. Đó bởi mình Sida chứ. Đi với Yavan và Golan. Top bởi mình Sida, boss bởi mình cũng Sida nốt luôn. Củ chuối về là nhau mà ông tốt, ông giống như kiểu là ông không biết gì hết. Không màng thế sự. Úp sọt luôn. Vãi đái hai thằng. Thôi tham con cua chi trời. Tham con cua chết. Con đi kìa. Thôi chết đi. Chạy xíu nữa bắn quả trứng cút vô đoạn combo. Cướp hoài.
quen thân. Soraka nó bút công ty nó phụ hay sao nhỉ? Sẽ bóp mình áp cả. Van nó xanh mới hay. Nó đem mù màu à. Thiệt chứ thằng AD còn đứng farm nữa chứ. Quỷ thần thiên địa ơi. Nó ở đây ông đứng farm kìa. Đứng nó farm chắc 3-4 con rip. Trời ơi, lạ lướt lạng lách. Trời ơi. Outplay, outplay hết. Outplay hết luôn. Thiệt chứ 13 mạng của 12 cái dấu răng của mình nữa. Đòi gì nữa. Top bên mình nè, mấy nhìn coi dây bây giờ còn lên cái này. Đi la lại ai? Bây giờ không có miếng xuyên giáp trong người. Còn dây vậy chứ làm gì? Dây thu cho van lực cười. Cầm dây con tướng trên cơ cho van hoàn toàn luôn, upline được. Trên cơ được mà còn upline được. Dây lên đồ. Chạy thì không chạy còn cố quay lại mà đánh. Thông minh.
chết đi. Ô, không chết luôn kìa. Trời, tôi không kịp bữa một cái. Dây lên đầu. Trời ơi, dây thu ra van mà thu thậm tệ. Má này. Trời ơi, dây đi ra van mà nó thu thậm tệ. Bắn bắn trộm lên đầu. Đéo có miếng đàm. Đi ra van là tiểu nước mới tiêu đàm. Thì đó, bà mà em lên thẳng cái kiếm. Lên thẳng kiếm ma hoặc điều đen coi. Mà em bị ra van combo vô là bốc hơi luôn. Lên cái gì cầu trên mà. Con Javan yêu cầu thì bây giờ mày xỉa chúng chưa chắc mày đánh lại nữa. Chứ nói chi mày xỉa hụt. Yêu cầu mày xỉa chúng nữa. Ừ, nó bay cho nó solo, nó tán W luôn. Vậy nó đi nó thua. Mà tự bị tao gan tao cam á chứ. Lý do gì mà thua. Level 3 là bắt đầu thấy level 1 cũng đánh đến lại. Mày lý gì mày áp sát. Level 1 là mày đè luôn Javan rồi đó. Mà thua xàm quần. Vì thằng dây ngu, thằng này biết được xanh nè. Thằng quỷ rừng nó mới xanh đây nè. Thằng dây mà khôn nó đâu có xanh vậy. Con Soraka đều vậy. Có nó vô đâu. Thôi chạy về luôn thì được. Nó thấy Soraka đó rồi. Soraka nó búp một cái nó ulti nghĩa là coi như xong. Game này khó win lắm, thằng nào cũng gà hết. Bây giờ mình nhìn cái team kìa, 13 mạng có mặt tao rồi đấy. Mày tao không ganh đâu. Boss chưa chết mạng nào mà nát đường. Hồi nãy tao với thằng kia đánh nhau chán đời. Thằng AD lưới kiếm đứng đây farm nè. Tao với thằng Thread đứng nhau đánh nhau, 3 thằng đánh. Nó đứng đây nó farm. Sợ thiệt, nó giờ này nó còn chưa cầm Raven mà 23 phút không có màn mà thua mẹ đi đó gì nữa. Mang chậu giết luôn kìa. Giờ yêu cầu cầm Raven mà 23 phút ông không ăn được mạng nào thì ông nghỉ mẹ đi, ông chơi làm gì. Con Raven hơn người ta là hơn cái này này. Mà không ăn được thì cũng như không. Giờ đã này team không là có đam, thằng này là coi như không có đam rồi đó. Nên đồ kìa. Đam đâu ra. Ori cũng phế, thằng dây cũng ngu nữa. Team không có hy vọng vào ai được luôn. Không hy vọng vào, không đặt hy vọng vào thằng nào được hết. Đặt hy vọng gì nổi. Trời ơi. Nó đánh không nổi đó. Tao với thằng này, tao bay lên tao hội đồng chung với thằng này á. Mà thằng dây còn chết. What the fuck. Ba con rip nữa, thằng bắn ba rip bắn. Cái gì? Mày nhìn thấy nó bắn cái gì chưa? Thấy ghê chưa? Không chạy. Và nó khỏe. Mày cặp nó chết. Mày thấy không? Dây vậy nói chung là không làm gì mà đánh được nữa. Cái gì đánh bây giờ nó thông minh vờ lờ, nó đánh gì bó nó vào nhà nè. AD cũng thông minh quá, team không có thằng nào đánh được luôn á. Gà chết mày nguyên team luôn nó gánh sao. À tôi không gánh được đi ba mà. Cầm dây thu cho ván, đéo tin được. Thank you.
Top gà quá đánh gì. Team không có con mắt của thằng support luôn. Sập không biết cắm mắt luôn. Quá tài tình. Hai thằng đánh mà tôi đập chết thằng. Dẫn mặt. Rồi sao? Rồi như nào? Có chết không? Rồi có chết không? Không ai dưới đây phụ mình. Không có ai phụ mình dưới con quỷ ấy. Chạy đi bạn. Đây cái bú bằng này dí con quỷ Cassiopeia cho nó khỏi chạy coi. Bà mỡ nữa. Không hết nó lại bật ulti lên trời. Có đi. Team nó mạnh quá. Team bên nãy giờ không đi chung. Team phải đi chung cái là thua rồi. Team nó đi chung Soraka nó búp chùm. Team nó đi chung cái thì mình thua luôn. Ê, ván này thua là thua top chứ thua ai, thua top với boss. Top boss mình củ chuối mà thua thôi.
mình cực khỏe làm sao mà gánh hết được. Tôi khỏe lắm thì cũng làm gì được đâu, mà đánh giống gì cũng dây đi thua cho van được, đéo tin được.